Chào các bạn. Cái bơm 315 30 HP, motor 30 HP mình mới lắp xong. Giờ mình vận hành thử cho các bạn xem ha. Cái này là ống 315 này các bạn. Motor này motor 30 HP hàng này hàng đã qua sử dụng rồi nha các bạn. Thì bữa trước mình có giới thiệu cho các bạn xem sơ sơ rồi. Thì bây giờ mình lắp xong. Bây giờ thì chỉ còn việc vận hành thôi. Chạy cho anh coi cái gì thiền. Tăng đưa dây lên chút nữa đồng ý. Này ống 315 lên giữ thôi các bạn.
chịu nổi.